Các bạn ạ, vừa rồi đang giới thiệu dở với các bạn cái này thì lại có khách vào. Đây, cái này là chỉnh volume to nhỏ của mic 1 này. Cái này là cân bằng từng mic 1 này, trái phải này. Cân bằng từng loa, tiếng mic của từng loa. Đó, cái này nút echo to nhỏ của echo, tức là echo nhiều hay ít, vang nhiều vang ít, nó giống như cái này. Đó, chức năng của cái này này giống như chức năng này. Nhưng nó sẽ cái này là của từng mic, echo của từng mic, cái này là echo của cả hai mic. Đó. Cái này là giải trầm của mic. Đó. Tăng lên để tiếng nó sẽ trầm hơn. Đó, tiếng ai mà nó mic nào nó cái mic nào nó thanh quá thì mình tăng lên. Mic nào nó ồm giải trầm quá thì lại giảm bớt xuống. Thường thường là cứ để nó xích chuẩn, hàng chuẩn thì cứ để giữa thôi. Đó, còn đây là nút chỉnh mic, tiếng chung của mic. Nút 2 tiếng giải cao của mic, giải chép của mic. Chỉnh cao lên thì tiếng nó sẽ thanh hơn, nhưng mà lên cao quá nó sẽ rú. Đó, tùy độ nhạy của loa với mic thì mình tùy chỉnh, làm sao mà ở dưới cái rú một chút là sẽ hay. Đó, thì hàng này cũng đi sang như vậy thôi. Thì các bạn để ví dụ như phần vang này thì thường thường là những cái hàng bãi xịn này thì cứ để giữa hết đã hay rồi. Còn đối với vang rời thì chúng ta để hơi chếch một chút lên 12:30 1 giờ. Hai cái nút đi đây với lại nút này, nút nhại này. Đó, còn đây là bên trong này các bạn ơi. Bên trong này con này nguồn rồi. 2 là 3 N này. Tiến áp này. Đây, 2 tụ lọc nguồn này. Đó, 10.000 mi, 63V. Đây là diốt nắn cầu. Hai con đèn để ổn áp nguồn phụ cho đằng sau. Diốt nắn cầu nguồn phụ. Đó, hai con tụ lọc. Đây vì công suất. Vì công suất một con K một con G. Đó, mỗi bên chạy một cặp GK. Đây này các bạn này, lúc nãy Đức Đoàn nói là thường thường có đợt một đời là núm béo vang liền đấy, và núm này núm rời, nhưng mà này là vang rời đấy, nó tùy ạ, cái đấy nó không liên quan gì lắm, nhưng mà như con này là vang rời đây, các bạn nhìn đấy, nó sẽ thế, có thêm một cái vỉ vang này ở ngoài, đó, đây cái vỉ vang bắt đây, nó có hai cái rắc bắt lên cái vỉ echo này, cái vỉ vang này, đấy, nó ghi đi đây đây, ghi hai đây. Đây gọi là vang rời. Nếu không có cái vỉ này mà chỉ có một cái vỉ vang trên này thôi. Đó, mỗi vỉ vang trong này thôi, đấy là vang liền. Đó, các bạn phân biệt như thế nhá. Vang rời nó sẽ tiếng nó sẽ không tiếng mic echo nó sẽ không mượt, không mềm mại bằng cái vang vang liền. Nhưng mà nếu mà biết chỉnh thì nó cũng hay, cũng phải 19:10. Đó. Đây là vỉ vang đây nha các bạn nha, vang này và cắm vào đây, đấy là vang rời. Đó, đằng sau đây. Điện áp 220V này, 500W này. Đây, mỗi kênh 100W cộng 100W cái kênh này. Đây, cổng vào 1-2. Đó, 1-2. Còn đây là đường ao. Cắm ra súp. Đường ra loa đây. Hai bên trái phải. Loa là trở kháng 4 ohm. Đây là cầu chì. Dây nguồn. Đây là cái bắt tiếp mát. Đây là ba cái chân nguồn để có thể cắm ra thiết bị nguồn ra cái thiết bị khác. Nhìn cái biến áp của hàng bãi xịn trông nó xịn sò này này anh em này. Đấy, con này vẫn còn nguyên cả dây tít phân bó, vẫn còn zin nó.
công suất vít zin hết đây. Vẫn còn keo với sơn niêm phong vẫn còn. Vừa rồi Đức Đoàn có giới thiệu vừa qua với các bạn đam mê âm thanh karaoke và thích về âm ly Jaguar, thì vừa rồi chính là cái con Jaguar 2L3N hàng bãi của Hàn Quốc và là vang rời. Chúc các bạn sẽ sắm được những con âm ly hàng bãi Hàn Quốc hay để hát karaoke với gia đình và có những buổi hát karaoke với giao lưu với gia đình vui vẻ và hạnh phúc thành công. Các bạn yêu mến Đức Đoàn thì cho Đức Đoàn một like và đăng ký ủng hộ kênh Đức Đoàn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Đức Đoàn xin được mến chào tất cả các anh em đam mê âm thanh, nhất là âm thanh karaoke. Hôm nay Đức Đoàn có nhận bảo dưỡng của cho anh khách thì âm ly Jaguar PA2L3N. Và Đức Đoàn sẽ làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn đam mê âm ly karaoke, nhất là những cái dòng âm ly Jaguar hàng bãi của Hàn Quốc. Đó, và Đức Đoàn xin giới thiệu qua cho mọi người ở cái mặt trước này. Đây các bạn ạ. Mặt trước này thì là như con âm ly này rồi mà. Đây là sản xuất tại Hàn Quốc và toàn tiếng Hàn Quốc luôn, hàng kiểu là dùng nội địa. Đó, là toàn chữ Hàn Quốc thôi. Thì mình thì không biết chữ Hàn Quốc, không biết tiếng Hàn Quốc, nhưng mà vì là mình đã làm nhiều và chỉnh nhiều âm ly karaoke rồi thì các con 2L3 này nó cũng giống nhau, các chức năng sẽ giống hệt nhau. Thì đã có tiếng Anh rồi thì mình sẽ đã từ đấy thì mình sẽ suy ra những cái này thôi. Thì trước tiên là Đức Đoàn xin nói về cái âm ly này, người ta hay có những so sánh là núm gầy và núm béo đấy các bạn ạ. Đó. Thì như con này đây thì mình cứ rút một cái núm ra đây. Đó. Con này bị đã thay một cái núm đấy rồi các bạn ạ. Đây. Con này hàng bãi thì có lẽ là người ta dùng lâu rồi, trong quá trình nó trục trặc chết áp thì người ta thay rồi. Chứ còn đây là như này là phân biệt luôn rồi các bạn ạ. Con này thì chắc chắn là nó là núm gầy rồi. Đó, núm gầy thì nó sẽ như này. Nó đã sẽ tròn và có các cái khía như này. Đó, còn núm béo là nó như này, hình bán nguyệt như này. Đó, thì đây là cái này tất cả là núm gầy hết, nhưng mà vì là cái này trục trặc thì người ta đã thay một cái núm béo rồi. Cái tiện đây để cho các bạn so sánh luôn là đây là nó chính là núm béo này. Đó, thì đời con đời 2L3 này sẽ có hai đời. Một đời là núm béo. Đó, như này. Người ta gọi là núm béo vang liền ấy, thì tí nữa Đức Đoàn sẽ chỉ ở trong để phân biệt nào là vang liền vang rời nha các bạn nhé. Đấy. Thì đây hay quá, hôm nay tiện là đây con này thay rồi thì mình chỉ luôn là đây là chính là núm béo. Ở đây là núm gầy. Đó thì cũng như thường lệ thì cái mặt trước âm ly này thì cũng vậy thôi. Cũng công tắc bật nguồn này. Đó. Nếu mà nói công tắc thì đây công tắc bật nguồn này. Còn đây là hàng chỉnh ở phía dưới này, là bên này sẽ là chỉnh chung master. Đó, volume tổng. Nhưng mà cắm nút đỏ vào cho nó dễ, mọi người dễ hình dung nhé. Đó thì núm đỏ này là núm to nhỏ tổng, bao gồm là chỉnh được cả phần nhạc, to nhỏ nhạc và mic là chung. Mình giảm này là sẽ giảm hết xuống cả nhạc cả mic. Đó, to là to hết. Thì thường thường là mình sẽ để volume tổng này nó phải khoảng tầm giữa 12 giờ đi, để cho nó chung cả mic cả nhạc, nó lên được cái tầm trung bình nhất đi. Đó, các cái này là nút chỉnh bass này, tiếng bass này là ảnh hưởng cả bass cả nhạc cả mic, tiếng chung của cả nhạc giải mid đấy. Đó, núm này núm 2 này, chỉnh chép cả nhạc cả mic. Thường thường là
nhà sản xuất người ta đã làm mặc định là ở cái 12 giờ này là nấc trung bình nhất, là hợp lý nhất rồi. Còn nếu mà theo như các cái giải loa nhà mình nó có độ nhạy cao hay không, hoặc là sở thích của người nghe nhạc, thích nghe nhiều tiếng trầm thì chúng ta chỉnh trầm lên đó, thích nghe từ tiếng trung người ta tăng lời lên, trung lên, giải trung cao lên. Còn nhiều tiếng tép lách cách thì đánh tách được thì ly tí tách thì chúng ta tăng lên, tùy từ loại loa. Nó có nhiều loa, nhiều chép quá thì có thể giảm bớt đi, để do sở thích của mỗi người và là do cái loa nó độ nhạy có như thế nào đó. Bên này sẽ là trung của cả nhạc cả mic. Tiếp theo bên này thì chức năng của bên này cũng là gần như giống bên này, nhưng mà nó là chỉ là chỉnh nhạc không thôi. Đó, đây là to nhỏ của nhạc không thôi, không ảnh hưởng đến mic cả. Giảm hết xuống nhạc xuống thì mic vẫn kêu. Đó, tăng lên nhạc lên thì mic vẫn giữ nguyên. Tiếng trống này, tiếng trầm, giải trầm của nhạc này, giải trung của nhạc này, giải chép của nhạc không thôi. Khi mà đã thấy tiếng mic tốt rồi mà chúng ta chỉ cần thay đổi nhạc thì chúng ta thấy chúng to nhỏ nhạc thôi và tăng giải lên thôi, thì nó không ảnh hưởng đến mic nữa. Bên này thì ảnh hưởng đến mic. Công tắc này là công tắc chuyển đầu vào, có thể hai tín hiệu vào A B 1 2, đường vào 1 2, có thể cắm một đường là từ TV xuống, một đường từ đầu đĩa vào chẳng hạn đó. Còn hàng này vẫn hàng eco như mọi khi. Này là công tắc mono eco và stereo eco, thì mình để là stereo thôi, eco này độ vang nhiều vang ít thường là để giữa thôi. Đó, này là nút cân bằng của vang để giữa, còn đây giải trầm của vang. Đó, đây là nút delay. Đó, hai cái này, một cái chỉnh thời gian và nhanh chậm và một cái là độ nhạy của mic. Thường là như con này là tính nữa, các bạn sẽ giới thiệu trong, thì con này nó là chính là con vang rời, thì mình thường thường là để khoảng 1 giờ này là vang rất là mềm hay. Đó, còn đây là phần mic, từng mic, mic 2, mic 1 thì nó chức năng giống nhau, thì Đức Đoàn chỉ giới thiệu cho các bạn một cái phần này thôi nhé. Mic 1 đây này, cái này là ấn đi âm 20 lần nó bé đi, ví dụ như là mình đang hát bằng ai mà có nghe có điện thoại to quá cần mic nhỏ xuống thì ấn vào âm đi 20 lần thôi, mà thường là tất cả cái này sẽ nhạc.